Xin lời kính chào quý bà con. Quý vị và các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm biết cập nhật sơ qua. Tên là Lý Đức Thái và buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúc quý bà con, quý vị và các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình du lịch thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Và con quý quá chị đang có xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách giá quá trong kênh để xem. Thưa quý bà con, thì đang giá mít thái trong thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây thì giá mít đang có chiều hướng đang biến động, thay đổi giá cũng liên tục. Tạm thời thì mình xin cập nhật hình giá mít vào buổi sáng khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang. Mít giá dao động từ 17 đến 18 ngàn, trong lớn là 15 ngàn, trong nhỏ, trong nhì dao động từ 12 ngàn, thì mít trên bay dao động từ 4 ngàn. Mức chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 3 ngàn đến 4 ngàn. Việc Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít dao động từ 18 đến 19 ngàn, thêm lớn là 16 ngàn, thêm nhì là 13 ngàn, thì mít trên bay dao động từ 4 ngàn. Chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 3 ngàn đến 4 ngàn. Khu vực Tiền Giang thì mít dao động từ 19 đến 20, thêm lớn là từ 17 ngàn, thêm nhì là 14 ngàn, và mít trên bay dao động từ 5 ngàn. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang muốn chợ với cái đồng từ 4 ngàn. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì mít dao động từ 13 đến 14 ngàn, thêm lớn là 12 ngàn, và mít trên bay dao động từ 3 ngàn. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang muốn chợ những cái đồng từ 2.000 đến 3.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít giá dao động từ 12.000, em lớn là 10.000, và mít trên bay dao động từ 3.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang muốn chợ những cái đồng từ 2.000. Ngoài ra thì tầm giá mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần mà thương lái mua có thể chênh lệch.